Xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại khu vực hàng gỗ lu và gỗ lũa các bạn. Ở đây thì người ta đi rất là sớm nhé. Người ta đã bày hết ra đây rồi các bạn. Đây này, những cái khúc gỗ rổi và kháo rất là nhiều. Thời tiết đây bây giờ thì đang mưa các bạn, nhưng mà Hải sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho mọi người. Đây này, mấy gỗ lu, gỗ lũa rất là đẹp, toàn gỗ rổi và gỗ kháo đây. Kháo đỏ và kháo vàng nhé các bạn nhé. Đây, Hải sẽ quay cho mọi người một tí này. Ôi trời, đang mưa to rồi các bạn. Trời, mưa cực kỳ là to luôn. Ở đây có mấy khúc kháo vàng này các bạn này. Người ta bảo kháo vàng, thật ra là mình cũng chưa biết, thấy nó màu đỏ các bạn. Cái này thì hình như là chưa bóc vỏ này. Còn cái kia thì nó bóc vỏ, họ bóc vỏ ra rồi. Đấy, các bạn xem thì đánh giá nhé. Mình cũng không biết đâu. Trời thì đang mưa rất là to các bạn. Đấy. Mọi người bây giờ đang bỏ áo mưa ra mặc này. Đấy, các bạn có thể là nhìn thấy cái mặt hồ này. Ui, mưa tầm tã. Mà hôm nay mình cũng không mang ô nữa chứ. Tí ra kia mua ô các bạn. Cái khúc này mình đã mua cho khách này các bạn nhé. Đây là kháo đỏ. Đấy, chốt 900.000 giá tại chợ. Đây là chưa có công các bạn nhé. Đấy, chưa có công một tí nào luôn ấy. Mình lấy trực tiếp cho khách luôn đấy. Đây này. Kháo đỏ anh nhỉ. Đấy, kháo đỏ. Đấy, quay cho các bạn xem. Đấy, cái mảnh này mình đã chốt cho khách này. Cái này thì mình không biết là khách về làm gì, nhưng mà nhìn thấy nó sần sùi khá là đẹp. Đấy, người ta làm cóc hay sao các bạn, hoặc là làm đồng hồ hay gì đấy. Ở khu vực này khá là đông này. Họ cứ để ra cho nó đẹp, ai hỏi thì hỏi thôi, còn đừng bán tí em chuyển tiền. Đây. Đợi tí ông đang chuyển tiền. Ở đây cũng có một khúc này các bạn này. Khúc này thì nó có cái nhánh cây của nó, cái cành kiểu nó mọc ra ấy. Đấy. Không biết là các bạn thiết kế kiểu nào cho đẹp, nhưng mà mình thấy thì nói chung là cái khúc này nó cũng khá là dày. Đây. Còn đây là cũng kháo đỏ này. Lũa kháo đỏ. Đấy, quay cho các bạn xem. Cái này 900 thôi. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Ở đây là có một số cây nữa này. Đấy, cái này nhỏ lắm, cái này người ta bán có 100.000 thôi. Đấy, rất là đẹp. Cái này cứng các bạn, cái này nó mất hết những cái rác mềm đi rồi, bây giờ nó rất là cứng. Đấy, bên này rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi? Như kiểu tòa tháp ấy nhỉ. Đấy, các bạn mua thì các bạn cứ nhấc máy lên alo cho Hải nhé. Hải sẽ lấy cho các bạn. Hải chủ yếu là lấy công thôi các bạn, còn không ăn phần trăm nặng nhé. Đấy, ví dụ như khúc kia kìa, Hải lấy là lúc đầu người ta báo là 1.2 triệu cơ. Đấy, xong gạ mãi là 900. Đấy, và Hải cũng gọi điện cho khách trực tiếp cho khách là bảo là 900 chứ không lấy nhiều nhé các bạn nhé. Rất là nhiều các bạn. Đấy, các bạn có thể là chiêm ngưỡng tận mắt các bạn. Đấy. Buổi sáng các bạn rất là nhiều người xem, người ta đang xem gỗ lu và rồi đợi kháo đỏ. Ở đây là rất là nhiều gỗ lũa ấy. Đẹp thật đấy các bạn này. Đấy, các bạn nhìn xem đẹp chưa. Mà buổi sáng người ta đến đây xem rất là nhiều. Thôi, có lẽ là Hải đã chia sẻ ở đây khá là nhiều rồi. Bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn lên khu vực chợ chính nhé các bạn nhé. Hải sẽ mua một số đồ để gửi cho khách. Đấy, nếu mà các bạn nào tuần sau hoặc là tuần sau nữa, nói chung là các bạn thích cái món nào ở trên khu vực chợ Bắc Hà, đặc biệt là gỗ lũa và gỗ rổi, thì các bạn cứ comment cho mình nhé. Đây. Đấy. Lần này mình sẽ quay lại một lần nữa các bạn. Đây có khúc kháo, ở kia có khúc kháo nhưng mà khúc kháo nhưng mà mình mua rồi các bạn. Đây, mấy khúc này cũng đẹp này, nhưng mà mình chưa có điều kiện mua các bạn. Đấy, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn cứ alo cho Hải. Nói chung là rẻ thôi, ví dụ như khúc này họ báo có là có 1 triệu thôi các bạn. Nếu 5-6 người thì để vô tư, 7 người sao.
khu này rất là nhiều rổi nha các bạn nhé. Cái này thì nó hơi mục quá nhỉ. Cái này nó chắc tí nữa thì đẹp. Mục kệ đi. Loại này nó cứ thế này thôi, sau thời gian. Rồi ok, bây giờ thì Hải sẽ lên chợ chính nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ tạm biệt với khu vực gỗ lũa. Hẹn mọi người ở trên khu vực chợ chính nha. Trời mưa các bạn, đến Bắc Hà thì trời mưa. Mình vừa đi mua gỗ lu, gỗ kháo cho khách các bạn. Giờ đầu ướt hết à. May quá vừa tạnh xong. Đầu như chuột nổ đấy các bạn. Và bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn lên khu vực trên này nhé các bạn nhé. Trên này là người ta bán khu vực phong lan nhé các bạn nhé. Hôm nay thì nhiệm vụ của Hải thì cũng đi lấy phong lan về cho khách. Đó là kiều vàng và đuôi chồn đuôi cáo các bạn. Và bây giờ thì xin mời các bạn nhé. Đây là các bạn ơi, người ta bán rất là nhiều phong lan. Nhưng mà hôm nay ít hoa nhỉ các bạn nhỉ. Hôm nay thì Hải thấy là phong lan thì nhiều. Và nó rất là nhiều mầm. À, hình như ở đây có táo gai đúng không ạ? Không có búi to à? Để tí cháu gọi cho khách. Để cháu quay một tí đã, xong cháu gọi cho khách xem nó chốt. Bác có mấy cây táo gai, táo rừng, táo gai quả nhỏ ấy nhỉ? Quả đẹp táo đỏ bác? Táo đỏ rừng. Còn đây là táo bảo sắc à? Rất là nhiều hoa các bạn nhé. Hôm nay không có ai có đuôi chồn đuôi cáo đâu nhỉ? À kia là cái gì kìa? Cũng tam bảo sắc à? À cũng tam bảo sắc. Và cái để tí cháu gọi cho khách xem họ chốt đi kia. Rất là nhiều các bạn. Nhưng mà hôm nay toàn thấy tam bảo sắc thôi nhé. Hoa tam bảo sắc này các bạn này. Cái này họ buộc vào xem chứ. Cái này thì họ bóc ở cái cây ra các bạn. Còn đây là ốc núi ốc đá này. Đấy, ốc này thì 40.000 một cân các bạn này. Đấy. Còn đây là lấm ngọc cầu. Còn kia là dứa rừng các bạn này. Đây là cô ấy đang định mua cái rễ cây chay ở trên để về ăn trầu ấy các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đi một lượt nhé các bạn nhé. Xem hôm nay thì Hải đi sớm lắm, đi xem có lan không. Hôm nay thì không thấy chồn với cáo rồi các bạn. Kiều vàng cũng không thấy đâu. Không có chồn cáo gì nhỉ? 9 tháng 100% là chồn. Ôi bóc này nó khó sống nhỉ, chửi gửi vào tận miền Nam mà. Cái này cho cái... bao tiền một cây? Tất cả là 150 anh ạ. Ví dụ nó ở trên cây đẹp nhỉ. Nhưng cái này lên thoải mái mà. Lên thoải mái. Cây này vẫn lên mà. Nó bị màu dễ ở trên để tí em gọi khách xem không có hoa họ con lấy không. Vâng. Chứ không có hoa sợ khách nó không tin nào. Có kia là tam bảo sắc nhỉ. Vâng, tam bảo sắc. Cái hoa gì vàng vàng kia? Không phải kiều vàng nhỉ? Không phải. Cái này thì tam bảo sắc ạ. Ở đây hình như có kiều vàng. Ôi có một nhánh này chơi xấu thế. Chơi khó nhau quá các bạn. Bạn ấy có một cái bông kiều vàng. Cái này là trúc lan hả bác? Hoa trúc lan à? Hoa vàng trúc lan. Thôi chúng ta sẽ sang bên này một tí các bạn xem có gì đặc sắc không. Xem bên này có... Hôm nay Hải không cầm chống rung nhé các bạn nhé, Hải cầm bằng tay thôi. Ôi, ở đây họ bán quả khúc khắc ấy. À lúc lắc, quả lúc lắc các bạn. Quả lúc lắc. Đây quả lúc lắc này các bạn. Lấm. Ôi, ở đây người ta bán. Ôi. Ôi thớt này gỗ gì đấy anh ơi? Chắc nghiến không? Bao nhiêu tiền? Cái này đường kính bao nhiêu nhỉ? Đường kính ra là khoảng 35 nhỉ? 35. Bao nhiêu tiền? Là 500. 500. giảm đi xem nào, nói thật giá nào để lấy cho khách. Cái này cơ mà.
Ở đây có cái thớt để mình có khách lấy. Nhưng mà cái này có vết rồi, đóng vào đây rồi. Đây này. Nói lại giá phát nhỉ, để mình lấy cho khách nhỉ. Cái này 300 thế. Chắc không phải chứ. Cái này là cây vải chứ đúng không? Cái gì? Ở đây người ta bán cái thớt nhé các bạn nhé. Thôi tí tí mình quay lại mình xem. Cái thớt này thì khách đặt. Đây, cái này một chỉ đấy. À, cái này lứt nhưng mà lứt rồi này. Cái vân trong nó bị lứt đây các bạn ạ. Cái trong rồi. Rồi chúng ta sẽ ôi hôm nay nhiều đồ nhỉ. Đây là thảo quả tươi này các bạn, thảo quả tươi. Đây là củ 30. Còn đây là nấm ngọc cẩu, mùa này thì nó chưa dài. Ở khu vực Phong Lan các bạn. À, ôi đây đầy táo gai anh, nhưng mà cành à, sao lại bán cành nhỉ? Ồ bác ơi, cháu vào cháu xem tí, cháu xem cái lan này sao có nhánh nhỏ thế. Ôi này chuyển về cái này tam bảo sắc, cái này là kiều vàng các bạn, kiều vàng nhưng mà cái này có mỗi mầm. Đây này các bạn này, mình hôm nay mình nhiệm vụ của mình đi lấy hoa cho khách, nhưng mà thấy có hai nhánh có kiểu vàng. Cái này bao tiền đấy hả? Cái kiểu vàng mà giảm đi, cháu lấy cho khách thôi, không phải về dùng. Nhưng mà nó cũng ít mầm quá, mê rễ của nó thì cái này mới búi vào à? Mới cái này bác mới buộc vào thì đúng không? Cháu thấy nó buộc lỏng lắm. Đây hoa kiều vàng nha các bạn nhé, kiều vàng này. Đấy. Đấy. Kiều vàng các bạn. 50 bạn đi. Lấy cho khách. Cứ để đấy nha, cháu đi cứ để đấy, cháu đi quay khoảng 5 phút đấy, cháu quay lại. Cái đấy không ai lấy đâu, yên tâm. Hôm nay không có nạn. Ở đây thì Hải thấy là người ở đây là người ta bán cả dứa rừng này các bạn này. Đấy, dứa rừng ngâm rượu nha các bạn nhé. Đây là khúc bổ máu này. Còn đây những cái quả trên rừng đây. Quả nho rừng, nho rừng đấy. Ở đây thì người ta bán cả ốc đá này, 40.000 một cân này. Còn khu vực người ta bán dao này các bạn này. Đấy. Vào vào cười đi. Anh em nào mua dao thì cứ alo nhé. Trên này rất là nhiều dao đẹp các bạn. Đây, những cái bảo đao này. Ví dụ cái này bao tiền này? 250 này các bạn này. Đấy, như con dao như kiểu dao mèo ấy nhỉ. Đấy. Mình dỡ ra một cái cho bạn xem nhé. Đây đây các bạn này. Đấy. Cái dao này đi rừng đi chặt củi hoặc là cán màu đồng nhá. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Anh đút hồi em. Đây đây đây. Đấy. Nói chung là rất là đẹp các bạn. Đây là dao tông nhỉ. Cái chuôi này người ta gọi là dao tông. Đấy, chặt củi, chặt xương, chặt thịt gà. Rồi hết các bạn. Hình như là cái nào cao nhất là 250 đúng không? Vâng. Đấy, mình đi hỏi thường xuyên mình biết là... Là... À, còn những bảo đao này thì không chơi. Cái này người ta làm bằng sừng trâu như các bạn nhé. Ây chà, đấy dao này. Đấy dao rất là đẹp các bạn. Các bạn mua thì nhấc lên máy lên alo cho Hải nhé. Hải sẽ lấy và ship hàng cho các bạn. Dao chất lượng. Cái dao này toàn nhíp đấy nhỉ anh nhỉ? Toàn là người ta làm bằng nhíp rồi các bạn. Đây. Đấy, các bạn thích mẫu nào các bạn cứ alo nhé. Đây này. Đây này. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, cái kiểu này nó khác một tí này. Nó cũng giống giống nhưng mà nó nhá, kiểu nó dài hơn. Đấy. Dao chặt phở, thái phở cái thứ này. Chặt thịt xương này. Đây. Ở bên này thì có cả một số dao bầu. Các bạn thích loại nào các bạn cứ chụp màn hình alo cho Hải. Nhiều nha. Hôm nay Hải đi rất là mới nhé các bạn. À, đi rất là sớm. Xem bà con bán hàng. Buổi sáng nhé các bạn nhé. Buổi sáng bây giờ thì là người ta mới bắt đầu đến dọn hàng và bày bán nhé. Những cái mặt hàng nông sản người ta trồng được hoặc là người ta kiếm được mua ở đâu đó thì bây giờ là người ta mang đi chợ để bày bán các bạn. Đấy. Bà con đang bày bán này. Mình hôm nay mình có mua một cái hoa này các bạn. Dưa.
Dưa ở trên vùng cao này các bạn ơi, quả to chưa này. Ôi, quả này chắc là nó phải gần 1 cân đấy các bạn. Đấy, cực kỳ là to. Cái này gọi là dưa người Mông nhé các bạn nhé. Quả to thật đấy. Đây này, rất là tốt, to. Ở đây có một số gốc hồng cổ các bạn. Và đây không phải táo gai, mình cứ tưởng táo gai, không phải. Ở đây thì người ta đang cân mua bán bã trầu. Ở cộng này nó có cộng dồn không? Cân kiểu này này. À có à? Mình không biết lắm anh ạ. Đây. Cân lần đầu tiên thấy hai cân cùng một lúc ạ. Cái này là dây cái chay ở trên rừng sao này. Người ta làm bạn làm để ăn trầu các bạn. Người ta cân hai cân xong cộng vào các bạn. Ở đây thì có một số gỗ lũa các bạn. Cái này rổi anh nhỉ? À kháo à? Kháo hay rổi á? Ờ. Lim á? Cái này cứng lắm các bạn này. Đẹp. Ví dụ cái này bao tiền ạ? 300. À đây là hai khúc các bạn. Đây hai khúc, khúc nhỏ dưới nó dựa vào khúc to ở trên. Còn đây là người ta bán kim tuyến này, lá dài nhá, hệ kim tuyến lá dài. Những cái này chắc là cũng phải 150 anh nhỉ. Đấy, vì kim tuyến mình thường thường mình đi hỏi khá là đắt các bạn. Còn đây là lấm. Linh chi nhỉ? Linh chi đây. Hệ lấm to khô các bạn. Mình cũng chưa mua này bao giờ nên cũng chưa biết cách sử dụng lắm các bạn. Giá? Chữa bệnh gan á? Chữa bệnh gan phổi à? Thôi để lúc nào có khách em lấy cho anh. Đã đi tìm một số mặt hàng để lấy cho khách nhưng mà hình như là chưa có đây. Ở đây thì người ta bán cả cái con sóc các bạn. Con sóc này đây. Thường thường là những cái sóc này người ta bán là 100.000 đến 150.000 các bạn. Ở trên này thì hôm nay thì có mỗi cái kia là hoa kiểu vàng này, hôm nay ít nhỉ. Em hỏi kỹ như này là người ta chặn mình đúng không? Kiểu không gửi tin nhắn này. Ở một là tài khoản của họ bị có vấn đề là bị vô hiệu hóa, hai là họ chặn. Em biết không phải chặn đâu, nó bị sao? Hoặc là nó bị vô hiệu cái tài khoản kia nó đang có vấn đề gì đó. Cây kia là người ta đang cầm này, đấy là cây thăng cố nhé các bạn nhé. Cây thăng cố. Ở đây họ bán nhiều cái khúc bổ máu nhỉ. Đây này. Cái này người ta bán theo khúc nhé, hoặc là bán theo cân được các bạn. Nó cũng rẻ thôi, ví dụ cái khúc này chắc là 30-40 nghìn thôi này. Người ta bán theo khúc. Cái cây này là cây gì chú? Táo gai á? Đây là khúc táo gai à? Hồng gai. Đây là hồng gai á? Táo gai là nó đỏ mà. Quả nó đỏ nho nhỏ. Hồng gai. Ở đấy kia mới gọi là táo gai là đỏ à. Còn đây là hồng gai à? Nó giống quả hồng luôn. Giống mà. Không, mình vẫn đăng suốt mà. Facebook là không sợ gì. Không, nó bảo là hung khí cái thứ gì. Không bảo nó gì kiểu đâu. Facebook nó báo là bạo lực cái thứ á. Nó không báo đâu. Không báo như ý là mình đăng thì có sợ không. Không, bảo mình chụp ở chợ. Những cái gửi đi. Đấy, bảo cậu cứ ghi là tiêu đề là ấy, hàng ở trên chợ bán rất là nhiều đấy. Ví dụ có cái này, chẳng hạn như vậy. Thì thiếu gì? Cậu bán online à? Đi nhận hàng cho khách à? Mình đang đi bán online. Đi sớm để lấy nhưng mà lấy kiều vàng nhưng mà hôm nay ít nhỉ. Hoa kiều vàng ấy. Có mỗi cây kia lấy rồi, 50.000 lấy rồi. Đấy, ở khu vực này người ta bán mới đang bày ra bán các bạn. Người ta bày những quả dưa này, bí này. Đây là những quả của khống này, của cống này các bạn này. Trên này vào mùa rất là nhiều. Quả khống hay quả cống ạ? Quả khống à, đây khống à? À quả khống à.
À. Còn đây là những cái lọ cào cào các bạn. Lọ cào người ta bán 10.000 đến 20.000, lọ to thì 30.000 các bạn. Có nhiều mọc này. Còn đây mật ong. Cái này có ga mà. Có ga. Có ga. Chai này chai chưa được lít rồi. Chỗ này được nửa lít không? Hơn nhỉ, hơn nửa lít. Các phải chai 65 nhỉ. Cái bia. Đây đây là ong ruồi không? Ong ở đây chú, ong đá à? Ong rừng. Ong rừng nhưng mà nó sống ở hang đá hay cây ạ? Hang đá. Hang đá. Ví dụ loại này cả mật cả sát này bao nhiêu tiền? 200 một cân. 200 à. Mùa này ong hiếm rồi bác nhỉ? Cái mùa trước một tháng nữa thì rất là nhiều. Mùa này nó hiếm. Và nó cũng hết hoa để nó hút mật rồi các bạn. Đấy, cái mùa vào mùa qua Tết một tí là ong tha hồ nhiều mật, nhưng mà mùa này thì hoa ong cũng hết hết đi, hết có chỗ để hút rồi. Và một số người ta nuôi người ta phải cho ăn đường nữa. Đấy. Lấm này. Ôi. Đây xem có những cái gì này. Ôi bà con ơi, nó thối hết rồi. Cái này sâm cắt cánh à? Ờ, nhưng mà nó bé như con dĩ gì vậy. Không, sâm cắt cánh không thấy mùi gì. Đây sâm cắt cánh hôm nay nhiều nhỉ. Sao nó phải trắng thì sao lại màu này nhỉ? À, cái này sâm cắt cánh không đẳng sâm nhỉ? Mình đang đi tìm đẳng sâm cơ mà. Tí nhầm sâm cắt cánh. Đây là nho rừng này các bạn ạ. Cái này để ngâm rượu nhá, cái này rẻ lắm, có 20.000 một cân thôi cả nhà. Ai mua thì alo. Về làm cái này là. Còn đây là sâm đất nha cả nhà, bó sâm đất. Cái này phơi khô để đun nước uống được không? Chắc không biết, chim bầu. Đấy, bên này người ta bán rất là nhiều các bạn, đây rất là nhiều nha các bạn nhé. Ở đây là người ta bán cả con chuột nhé các bạn nhé. Con chuột này mổ và ngâm cho vào tủ, cho vào tủ đông rồi đúng không? Tủ đông rồi. Ở đây. Chuột rừng này. Bao nhiêu tiền một con ạ? À? Bán theo con à? 30.000 một con. 30.000 một con các bạn. Cái này chuột ở trên rừng và người ta đã mổ, người ta cho vào tủ lạnh này các bạn. Đây lấm ngọc cẩu trắng này các bạn này. À cái này tích dương à? À, ngọc cẩu nó thành củ to cơ mà nhỉ? Cái này nó tẽ ra từng từng một cái như kiểu cái đấy đấy. Nó thành củ một đây. Đấm ấy. Cái này cái bao tiền một cân anh? 100.000 một cân nhé các bạn nhé. Giá tại chợ chưa lấy công. Đấy, các bạn mua thì mùa này bắt đầu vào đây các bạn. Này để ngâm rượu tuyệt vời này. Lấm tích dương. Tích dương. Ngâm rượu. Phụ nữ cũng được ạ. Mùa này vào mùa, các bạn đặt hàng này các bạn. Này không có nhiều đâu. Cẩu thì nó nhiều hơn, cái này thì nó hiếm nên các bạn mua thì ra lâu sớm, đặt từ tuần này tuần sau là vừa các bạn, chứ không tươi. Đấy, buổi sáng mọi người hình như là chị đang bắt của cà dại ra các bạn. Đấy, đây cà dại này. Cái này ăn đắng lắm các bạn. Nếu mà ai biết ăn thì mới ăn được. Cà dại. Cà này trên rừng chị nhỉ? Đây này người ta đang bắt ra này. Còn kia là nho rừng nha các bạn nhé. Buổi sáng bây giờ là hôm nay là thời tiết là khá là mát. Nói chung là có cả mưa phùn nữa. Nếu mà ai đi chơi thì phải cầm ô nha các bạn nhé. May quá bữa tặng xong các bạn. Khó rồi. À, xem trên này bán gì không này. Trên này người ta bán rất là nhiều ớt này. Đấy, ớt các bạn. Ở đây thì Hải thấy là có một bác bán ớt và bán rất là nhiều ống cào cào các bạn. Ở đây này các bạn này. Đấy, đây là những ống cào cào. Cái này có thể ăn được nhá. Nhưng mà thường thường là cho chim thôi các bạn. Đây. Cái này thường thường là người ta bán 15.000 đến 10.000 một chai các bạn. 10.000 đến 15.000.
ông cái nào nhiều con hơn thì là 20.000. Còn kia là ớt tươi nha các bạn nhé. Buổi sáng bây giờ thì các cô các bà thì mới mang hàng ra dọn hàng buổi sáng thôi. Hôm nay Hải đi khá là sớm các bạn. Đây này các bạn này, ớt rất là nhiều nhé. Người ta bày bán rất là nhiều. Hôm nay Hải đi khá là sớm nhá. Bây giờ mọi người mới dọn này. Đây là những cái gùi các bạn, những cái gùi người ta mang ra bán này. Đấy, bác này có cái thớt này. À có thớt nào to không bác? Bác cứ bỏ hết thớt cho xem là có cái nào to. Cái này gỗ gì bác? Lần to hơn cái này một tí bạn. Cái vanh này là vanh có 23 gần 30 thôi. Hết cái to này à? Bác đang bỏ thớt ra các bạn. Đấy, cái này được hết này. Nhưng mà cái này nhiều vân quá. Đấy, cái này đẹp này các bạn này. Ồ, nhưng mà cái này có vân nhẹ. Không sao nhỉ. Cái này đẹp. Cái này khoảng mấy trăm bác? 250 à? Ôi được đấy. Từ từ để tí cho gọi cho ông kia xem được không? Cái này đẹp này. Cái này là người ta bán 250. Rồi để tí mình gọi điện, mình sẽ quay nốt cái chỗ này cho các bạn xem đã. Khu vực người ta bán những cái gùi nhá, cái gùi này các bạn này. Đấy. Người ta đan từ những cái tre, cật mây. Cái này không có, có một số thì đan ngày xưa người ta đan bằng mây, nhưng giờ đa số đan bằng tre này các bạn. Đấy, hôm nay mình đi rất là sớm nhé các bạn nhá. Quán ăn thì cũng có lác đác một số người rồi. Tại vì hôm nay trời mưa nữa nên khách du lịch người ta ra chợ thì cũng chậm. Đây là các quán ăn đang đợi khách các bạn. Ở đây thì các món ăn phổ biến và nổi tiếng như là thắng cố ngựa này, gà đen này, rồi kê gà. Rất là nhiều các bạn. Thắng cố ngựa này các bạn này. Một cái chảo to người ta mới nấu xong các bạn. Đang đợi khách vào thưởng thức thôi. Còn gà đen bên này, còn trễ ở bên kia các bạn, rất là nhiều. Đấy, gà đen. Đấy, các bạn thấy gà đen chưa? Đấy, gà đen. Đây là má heo, mặt lợn này các bạn này, mặt lợn. Đấy. Còn đây này, trễ này các bạn này. Đấy. Món kê gà. Cái này luộc lên thì thôi rồi các bạn. Đấy, còn đây là súng ngựa, còn là chim, đây. Hôm nay thì mình không cầm máy quay, mình quay bằng tay thôi các bạn. Nên nó hơi rung, các bạn thông cảm nhé. Ôi, cô làm đĩa quảng cáo màu mè đẹp thế. Chào nha. Và đĩa này bao nhiêu? Rồi. Cái này 5 cân rồi đấy chị ơi. Cái này là cô lén xuống nó. Xôi, xôi nhá các bạn nhá. Ở đây thì người ta đang chủ yếu là bán xôi màu thôi. Đấy, khách du lịch người ta mua cũng rất là nhiều. Và ăn xôi nó lo lâu các bạn. Ăn xôi lại có nhục nữa. Chân giò hầm các bạn. Chân giò hầm thuốc bắc. Đấy, bên này người ta cũng có làm xôi này các bạn này. Gói xôi. Xem tí, thấy xôi đẹp quá các bạn. Nhưng mà không có tiền. Tiền đây, tiền đây, tiền đây. Xôi lóng hổ nha các bạn nhé. Ô, mua ba đống nghìn ạ. Tiền đây được ba đống à? Ba gói chứ phải ba đống. Ba gói đấy, cô tự nhận ba đống. Trêu các bạn đấy, trêu cho nó vui được các bạn. Nói chung là hình như là cứ 10.000 một bát con các bạn. Mình ở đâu đến đây chị? Hải Phòng. Hải Phòng à? À, Yên Lãng Hải Phòng à? Thuốc nào Hải Phòng không? Tiên Lãng à? Em ở Dương Kinh Hải Phòng. À, Dương Kinh Hải Phòng. Một khách du lịch đi chơi. Chị lên được mấy ngày nè? Hai ngày. Hai ngày à? Chắc nốt ngày hôm nay nhỉ? Ngày hôm nay là ngày chủ nhật. Vì trong một tuần thì có hai phiên thôi, thứ bảy và chủ nhật các bạn. Rồi xin chào nhá. Và đây. Đây chúng ta đi tiếp các bạn nhá. Đây.
Đấy, các đầy đủ các món ăn nhiều chưa các bạn ơi? Ăn sáng, ăn phở, ăn nồi lẩu có hết các bạn. Đấy, mấy cái buổi sáng này các bạn, bây giờ rất là sớm, bà con đã dọn hết các mặt hàng ra rồi. Và bây giờ chỉ đợi khách du lịch đến và khách, nói chung là khách đi chơi hoặc là khách đi mua, người ta đến mua được các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đầy đủ các mặt hàng nhé. Bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ một tí các bạn. Đây quả móc mật này các bạn, người ta bán 30.000 một cân. Đấy, quả móc mật, nó giống như kiểu quả quất hồng bì nhưng mà nó không có lông các bạn, loại này loại không lông. Đó, họ hàng với quất hồng bì. Và thời tiết bây giờ nó đang có mưa phùn này các bạn, đang có mưa rồi. Đây, thảo dược rất là nhiều này. Đồ phơi là phải cất ngay. Cái này là khúc bổ máu này các bạn ơi, anh ấy phơi khô này. Ôi, mưa rồi, mưa to quá các bạn. Mưa rất là to nên Hải không quay được nhanh. À, không quay được, Hải quay nhanh các bạn. Đây là tắc kè xanh này. Còn đây là ba kích này các bạn này. Đấy, các bạn thích cái món hàng nào, mặt hàng nào thì các bạn cứ alo gọi điện cho Hải. Còn đây là cây tầm gửi ở trên cây gạo, à trên cây nghiến nhé các bạn nhé. Đây, cây tầm gửi ở trên cây nghiến này. Rất là to, tươi. Còn đây là khúc khắc này. Khúc khắc này các bạn. Ôi, thời tiết thì đang mưa rồi các bạn. Đây là sâm đương quy. Đấy. Rất là nhiều các bạn. Ôi trời mưa rồi. Cái này phải đi mua một cái ô các bạn. Hôm trước thì ít sâm cau, hôm nay nhiều sâm cau. Thế cứ lúc nào mình đi. Ôi, bó này đẹp chưa các bạn ơi? Đấy. Bó này người ta bán trên trăm nha, tầm 120 các bạn. Đấy. Rất là nhiều sâm cau. Ôi trời mưa rồi các bạn ơi. Chắc là mình phải đi mua một cái ô mất đấy. Hiện tại trời mưa rất là to các bạn. Hôm nay đi chợ gặp trời mưa. Đấy, bà con này đang dọn hàng các bạn, nhưng mà chắc là dính mưa. Ai có bạt thì che bạt, ai có ô thì che ô các bạn. Mưa tự kinh nhỉ. Đấy, mưa các bạn. Hiện tại thì ngoài trời mưa rất là to các bạn. Nó mưa khoảng được 15 phút rồi. Chưa thấy ngớt. Đây các bạn nhỉ. Đấy. Bầu trời thì âm u. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại Bắc Hà nhé các bạn nhé. Tranh thủ trời mưa thì Hải sẽ vào bên trong review cho bạn xem. Đây này các bạn này. Ở bên trong này thì người ta bán khá là nhiều mặt hàng. Thôi, chúng ta sẽ bỏ qua khu vực ở ngoài kia trời mưa các bạn. Đây này. Mưa rất là to. Đấy, chúng ta sẽ vào đây nhá. Người ta bán cái gì đây? Mật ong Bạc Hà, Tây Bắc các bạn. Không biết là có chuẩn không đây. À, cái này 300k cơ à. Đây, ghi 300k này. Cái này là 150 chai này các bạn này. Đây, cái này ôi. Mật ong rừng Tây Bắc 200.000, cái này được nửa lít à. Đây. Sản phẩm đặc hữu, sản phẩm kia. Nông sản dược liệu. Đây. Cái này chai này 400.000 ạ. Mật ong rừng Tây Bắc. Đấy, lấy ở đây chắc là chuẩn này các bạn này. Không biết là có chuẩn hay không, nhưng mà hy vọng là sẽ là chuẩn. Bởi vì ở đây có cái, ở đây có cái tem thương hiệu các bạn. Đây là sản phẩm OP. Đây.
ở trên mình nổi tiếng là chè San Tuyết các bạn. Đây này, đây là chè gì đấy, chuyên sản phẩm đặc, đây là chè, chè San Tuyết đúng rồi. Đây này, nó có một cái mác nhỏ này gọi là chè San Tuyết đấy. Không biết là bao nhiêu tiền nhỉ, cái này phải ghi ra đây bởi vì là có ai lúc nào đi hỏi đâu đúng không. Đáng nghe là cái này phải ghi ra đây để đánh dấu như kiểu mật ong ấy cho khách xem các bạn, người ta biết giá luôn, đỡ phải hỏi nhiều. Đây này, bán nhiều nhỉ các bạn nhỉ, tranh thủ trời mưa các bạn. À, đây đây đây, gạo khẩu lậm xít này, đây gạo là khẩu lậm xít các bạn, trung tâm dịch vụ gì Bắc Hà các bạn. Cái này là người ta hút trên không rồi nha cả nhà nhá, hút trên không rồi. Chắc là chắc chỗ này là chỗ này là được một cân các bạn, chỗ này được một cân. Đây là gạo lương tím này. Đấy, đây là lạc đỏ, đây là lạc đỏ các bạn. Mộc nhĩ rừng. Cái này là 100.000 một túi này các bạn. Đây, hình như là người ta ghi ở đây này. 100.000 một túi. Anh em nào mua thì alo nhấc máy nhá. Các bác nào mua thì alo nhấc máy nhá. Cô gì chú bác nào mua thì alo nhấc máy nhá. Ô, cái này là 150.000. Cái này là nấm hương rừng nhá các bạn nhá. Một bịch chắc là người ta hình như là 10 xiên này. Đôi 4 6 8 10, chắc khoảng 10 xiên các bạn. Nấm hương rừng. Đấy, ở đây rất là nhiều các bạn. Đây là cái gì đây? Cái này là thuốc bổ anh nhỉ? 250. Chắc là thuốc bổ các bạn. Sản phẩm của tỉnh. Đây bên này người ta bán nhiều lắm các bạn. Đây là lụ hoa tam thất này. 650k này. Cái này hút trên không chưa? Cái này chưa hút trên không các bạn. Cái này 550 này đấy. Hai cái này mà nó khác hẳn nhau nhé các bạn nhé. Đấy. Tam thất Bắc Lào Cai, Tam thất Bắc Lào Cai. Chắc là cái này nó chất lượng à, không phải nó chưa lở hết các bạn, nó chưa lở to, cái này bung to rồi này. Đấy. Cái loại bao tử nó mới đắt các bạn, cái loại bao tử cực nhỏ nó đắt. Hình như ở đây không có. Cái loại đấy trên 1 triệu cơ các bạn. Cái này có nửa cân đấy nhá các bạn nhá. Cái này nửa cân đấy nhỉ? Ồ nửa cân thôi. Nửa cân thôi tính ra là thường thường là mình hay hỏi ở chợ, cái loại bình thường là 800.000 một cân. Ở đây có nửa cân thôi các bạn. Đây gì đây? À, thuốc đông y ngọc dậu. Ôi tạnh rồi các bạn ơi. Ở đây tạnh rồi. Ôi, tranh thủ trời nó đã tạnh rồi các bạn, mình giới thiệu cho bạn thôi. Nhưng mà cái chai mật ong này là mình muốn mua một chai để cho khách cho nó chuẩn các bạn, nhưng mà cao quá nhỉ, 250. Đây. Cái này Bạc Hà các bạn, mật ong Bạc Hà. Mình muốn mua loại này cho khách nhưng mà hơi căng. Dạ. Cái này 200 cơ bà ơi. Nhiều không nhìn nó có vẻ nó khôn khôn. Khôn khôn à? Nó ngon ngon. À cái mật ong này mật ong khác, cái này nó hút được kiểu như hoa Bạc Hà ấy thì nó có màu này. Màu xanh. Và ok các bạn nhá, trời vừa mưa và bây giờ tạnh rồi. Hải đang đứng trước một cái quán thảo dược ở Tây Bắc này các bạn này. Tàn đồ khô nhá. À, đây là nấm hương rừng này các bạn này. Đấy. Nấm hương rừng. Cái này thì người ta có bán lẻ từng xuyên một. Các bạn là mua cả túi cũng được mà mua từng xiên được. Nếu mà mua từng xiên thì như là 20.000 một xiên các bạn. Cái này là niêm đỏ đúng không? Linh chi. Linh chi à? Ừ. Đây, cái này là đỏ mà. Linh chi đấy. Linh chi đỏ. Đúng rồi. Linh chi đỏ. Đây là linh chi đỏ này các bạn này. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt linh đỏ và linh xanh nhé các bạn nhé. Cái linh xanh thì nó có cái viền vàng ở ngoài này. Đấy. Đây, cô bán rất là nhiều, đây là nụ hoa tam thất ạ. Ừ. Cái loại này mấy trăm nghìn một cân ạ? Không, 1.2 triệu chứ không. 1.2 triệu à? Ừ. Loại này loại bao tử đúng không? Đây đây, không, đây mới là bao tử. Bao tử đắt nữa đúng không? Đây, nhìn đây này. Cái loại này mấy chất lượng đúng không? Đấy.
Ví dụ túi này nửa cân ý nhỉ? Nửa cân. Bao tiền cô? Nửa cân 550. Đấy, các bạn mua thì galo nhé, mình lấy hàng chất lượng nhất ở trên chợ phiên cho các bạn. Đấy, cô bán cả tam thất này, tam thất khô nhé cả nhà nhé. 24 củ một cân. À, loại 24 củ một cân. Ừ. Đây, loại nhỏ hơn này. Đấy, cái đấy. Trà sơn mật hồng sâm. Đấy, cái này để đun nước uống thay hàng ngày các bạn. Mát cơ thể. Nói chung là những người làm ở trung tuổi, tầm trung tuổi thì người ta rất là thích cái mặt hàng này các bạn. Và cái đồ này là đồ khô nữa nên vận chuyển nó cũng dễ các bạn. Và cái này nó cũng rẻ mà đúng không cô? Có 40.000 một gói thôi các bạn. Rẻ. Đấy, những cái này thì cái này đun trong một tuần thì thoải mái các bạn. Chúng ta pha lửa ấm một vốc tay xong cho vào uống. Nói chung là thay như kiểu là thay nước uống hàng ngày. Đấy, cô ấy bán cả lấm sừng hươu này các bạn này. Hôm nay trời mưa nhưng mà tạnh, may quá các bạn. Đây này, cô đang giới thiệu là cô có các sản phẩm lấm linh xanh các bạn. Đây này, linh xanh các bạn để ý chưa? Cái viền của nó màu vàng nhé. Còn cái đỏ là nó đỏ tất các bạn. Cái này tốt nhất là bác đừng động vào, nó mà tuột phát là ướt hết. À, lấy que chọc thôi. Nhưng mà ví dụ động vào đây bây giờ nó chụp ở giữa xuống ấy là nguy hiểm đấy. Ôi, mày quá chưa sao các bạn. Đây là quả óc chó này các bạn này. Óc chó nha các bạn nha. Đây là táo đỏ Tân Cương nhá. Các bạn thích loại đây là kỳ tử này các bạn này. Hình như 200.000 đúng không? À, 100 một gói kìa. Đấy, các bạn mua loại nào thì các bạn thích loại nào thì các bạn cứ alo cho Hải nhá, comment ở bên dưới video. Số Zalo của Hải này 0379420217 nhé các bạn nhé. Ôi trời mưa mới tạnh xong các bạn, vừa tạnh xong. Các bạn có thể nhìn thấy những cái mặt cái nền đi này, tàn nước là nước này các bạn. Đây người ta bán nhiều khúc bổ máu này các bạn ơi, nhiều. Hôm nay khu vực này không có lan nhỉ? Bố ôm thấy lan. Hôm nay không có lan khu vực này bác nhỉ? Bố hôm nay thấy lan ở đây. Lan dưới kia thì xem rồi. Khu vực người ta bán rau củ quả các bạn và một số thảo dược ở trên rừng. Ví dụ như đây là những cái sâm đương quy này các bạn này, rất là thơm. Cái này nhỏ để ăn đây các bạn. Đấy, bác bán thuốc bắc. Thuốc nam. Đây có lan rừng nhưng mà hôm nay không có hoa các bạn. Hơi... có loại tre rất còn chứ rồi. Em chuyển cho khách rồi. Hôm nay tìm xem có kiều vàng hoặc là đuôi trồn không? Không có nhỉ? Không có rồi. Ở đây là không có giống nào đuôi trồn hết. Đấy, anh cũng khá là nhiều hoa. Cái này là tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này anh búi vào những cái rêu để giữ độ ẩm các bạn. Ở đây có loại nào trồn không có này, tam bảo sắc không nói rồi, kiều cũng không có này. Thôi mình chỉ mua, mình hôm nay Hải chỉ đi mua kiều là một này, đuôi trồn đuôi cáo là hai này thôi, thế là thôi. Nhưng mà không có các bạn. Phiên trước anh có giỏ đẹp quá, em về em dỡ tung ra gửi cho khách. Đây là bó sâm dây à? Vâng, sâm dây xong bỏ ra bán không? Là người khác mua về rồi. Họ muốn lấy đấy ạ. Em cảm ơn anh nhé. Đấy, khu vực này người ta bán rất là nhiều các bạn. Đây là có em bán gì đây? Chào nhé. Đây là cái này cái gì ạ? Là chè. Anh xem tí nhá. Đây là chè dây à? Chè cây. Chè cây á? Đây cái chè. Ở cái chè cổ thụ à? Mình thì thấy có búp nhưng mà cái này là hai tôm một tép hay sao này. Đấy, chúng ta nhìn vào cái tép này, cái này biết này, mình thấy là khoảng 3 tôm một tép, một tôm 3, nói chung là 3 lá một búp các bạn, và từ 3 lá đến một búp đến 2 tôm một tép. Đây cô bán những quả nho nhà, đây là nho nhà trồng nhé các bạn nhé, không phải nho rừng. Đây là tự trồng đúng không cô? Nhà trồng đường. Ôi, hôm nay đi tìm Phong Lan là không có các bạn. Hay bây giờ là chúng ta phải xuống khu vực Phong Lan một tí.
nhãn sao các bạn? Mùa nhãn này người ta bán rất là nhiều nhá, và những hoa quả ở trên này rất là nhiều. Nhãn này, quả dâu da này, rồi quả lê này. Đấy, ví dụ như là đây quả lê này các bạn này. Lê này, lê tay lung hay là lê tay lung này các bạn này. Hay là lê kiểu như kiểu lê móc cọp ấy nhỉ. Nhưng mà lê móc cọp là quả nó màu sậm hơn các bạn. Như đây là lê tay lung các bạn chứ không phải lê móc cọp. Lê móc cọp nó sậm. Đây ạ. Nhãn này. Đấy, như quả dâu da này. Dâu da thì có loại dâu da màu trắng và loại màu đỏ nhá. Cái kia màu đỏ các bạn. Đấy. Còn kia là những cái củ măng rất là to, măng để măng luộc hoặc là măng muối các bạn. Đây to chưa? Người ta bán 10.000 một cân các bạn. À, đây là các bạn này, cô này thì vừa đến này vì trời mưa các bạn. Có một số thì mới dọn hàng. Đây là tam thất nhé các bạn nhé, tam thất khô. Đấy, tam thất khô này các bạn này. Ở đây thì có rất là nhiều loại củ, loại 60 củ này, 32 củ này. Đấy, và 24 củ này. Rồi loại 19-20 củ này. Có nghĩa là bao nhiêu? Có nghĩa là ví dụ như là loại 24 củ, có nghĩa là người ta tính là 24 củ một cân đấy các bạn. Đấy, các bạn mua loại nào thì các bạn cứ alo cho Hải nhé. Đấy, tam thất khô ở trên chợ rất là nhiều. Và có cả tam thất tươi nữa các bạn. Và có cả lũ hoa tam thất nữa rất là nhiều. Nói chung là giá cả thì nó theo giá thị trường đấy các bạn. Đấy, khu này là người ta bán tam thất tươi nhiều chưa? Đấy. Tam thất tươi. Đây là dễ, người ta bán cả dễ nhá các bạn nhá. Dễ thì là cứ 20.000 một lạng, 200.000 một cân hoặc là 300.000 một cân tùy vào dễ to dễ nhỏ các bạn. Đây, củ này các bạn này. Chợ bây giờ bắt đầu đông rồi các bạn. Bây giờ tạnh mưa thì bắt đầu đông rồi. Đây là khách hàng người ta đang chọn tam thất các bạn. Tam thất tươi. Đây, quán này cũng rất là nhiều nha các bạn nhé. Quán này cũng rất là nhiều tam thất. Thật sự là hôm nay cũng khá là nhiều tam thất tươi và khô các bạn. Đây, quay cho các bạn xem. Tam thất khô. Mưa phải cất đi đến nữa. Mưa đến nó hơi chậm đúng không? Đi lên đây mua áo nha. Vâng, đi lên mua. Ok các bạn nhá. Ở đây thì Hải bắt được một cô người Mông bán cá cờ này các bạn này. Cá sật cờ mà cá ngày xưa mình hay đi bắt ở ao ấy, và có cả ở suối nữa các bạn. Đây này. Ở trên miền Bắc mình hay có cá này lắm. Đây này. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy con cá cờ này. Hay nhỉ. Một chai này nó rơi vào khoảng 10 con sao này. Một chai này bao tiền bà? 40.000. 40.000 nhé các bạn nhé. Đang bán là 40.000 cho khách xem. Còn đây là cái bồng khoai này các bạn này. Bồng khoai để tước ra để nấu canh nhé. Rau đay rồi mùng tơi. Nói chung là ăn cái này rất là ngon. Cái này nó nhớt và ăn được nhiều cơm các bạn. Bà bán khá là nhiều. Và bên này nữa các bạn. Bên này đặc biệt bên này Hải thấy là người ta bán 3 kích. Ba kích tím này, ba kích đỏ rừng này, hay là người ta gọi là ba kích tím rừng đấy các bạn. Loại ba kích này cũng rẻ đấy, hình như là mấy chục anh? Cái này là 80 cân. 30 à? 80. Hả? 80. À 80. Anh ấy nói mình không nghe rõ, sorry các bạn nhé. Đây là 80 này, đấy. Ba kích tím rừng nhỉ? Đây. Màu đỏ chứ, tưởng phải gọi là đỏ chứ? Màu đỏ nhỉ? Nói chung là cả trắng cả đỏ. Ý nghĩa là người ta phải gọi là ba kích đỏ. Mà nó cũng gần tím các bạn, nó đá đá. 80 các bạn, 80.000 một cân là giá tại chợ phiên Bắc Hà ngày hôm nay buổi sáng ạ. Còn bên này là người ta bán những quả táo mèo các bạn. Táo mèo. Táo mèo hôm nay quả to nhỉ các bạn nhỉ. Hôm nay mưa mọng nước ạ. Xôi các bạn, đấy, người ta đang mua xôi. Xôi màu nhỉ, đây xôi màu nhé. Đây xôi 8 màu. 8 màu cả? Làm gì có ai mà làm 8 màu? Có đây. 7 màu, đây 8 màu em.
5 màu ngũ sắc thôi. 7 màu, 7 màu đã có rồi, nhưng 8 màu này hơi lâu ấy. Bởi vì làm cái này cũng khá là cầu kỳ, các bạn ngâm gạo rồi nấu nữa. Đây là 5 màu ngũ sắc ạ, số ngũ sắc. Nhà này để rửa cân nữa nhá. À. Dạ vâng ạ. Đây bánh trưng không? Còn đây là bánh trưng đen nha các bạn nhé. Gần đỗ có thịt này, bánh trưng đen. Cái này 20.000 một cái nha các bạn nhé. Rồi okay, các bạn nhé, Hải đang có mặt tại khu vực người ta bán sâm đương quy. Đấy, ở đây thì những củ rất là to này. Và người ta đang bán với giá tại chợ ngày hôm nay với giá là 80.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, cái này để ngâm rượu hoặc là phơi khô đun nước uống này các bạn này. Rất là bồi bổ sức khỏe các bạn. Đây này, đấy. Cái này dễ nhiều chưa? Cái này ăn sống được không? Hôm nay toàn củ to nhé các bạn nhé. Đây này mình vừa lấy cho khách này các bạn này. Mình lấy cho khách khoảng 2 cân. Nhưng mà bởi vì là những khách ở xa nên là mình sẽ phơi khô đi cho khách các bạn. Chứ không gửi tươi nữa. Hôm nọ mình gửi tươi bị thối mất 2 cân, hôm nay phải đi phơi khô cho khách. Lấy về rửa sạch và phơi khô cho gửi lại cho khách các bạn. Đấy. Đây này, hôm nay củ rất là to nhá. Và bên này thì người ta bán rất là nhiều các bạn. Đấy, các mặt hàng vừa lúc sáng ấy thì trời nó tối, nhưng mà bây giờ thì trời sáng này họ bán nó rất là nhiều các bạn này. Và đây là những cái bó sâm cao này. Sâm cao này là không phải là lúc nào cũng có bó đẹp này lắm nha các bạn nhé. Có hôm thì bó nó xấu hơn, nhưng mà hôm nay thì thứ nhất là vì do là trời mưa. Đấy, nó mưa nó có được tưới vào nhìn nó rất là đỏ và tươi các bạn. Chứ nếu mà nó không, ví dụ trời nắng ấy, thì nó sẽ nó có màu khô, nhìn nó không được đẹp. Ví dụ như là bó này hôm nay cực đẹp này các bạn này. Đấy, thứ nhất là nó có mưa nó tưới vào nó ướt nữa, nhìn nó màu đỏ nó cũng đẹp nữa các bạn. Ví dụ bó này bao tiền chị, trăm mấy? 130. 130 đấy, giá tại chợ là 130 nhé các bạn nhé. Sâm cao đỏ rất là nhiều đấy, các bạn nào mua thì cứ nhấc máy alo cho Hải nhé các bạn nhé. Khu vực này rất là nhiều hoa, nhiều quả nhé các bạn. Đây là những quả nho rừng này, một loạt này. Đấy, nhiều chưa các bạn ơi, quá nhiều luôn này. Nho rừng này các bạn này, nho rừng này. Đấy. Nhiều nho rừng nhỉ. Đây là cứ 5 cân một túi hả chị? Đấy, người ta cần sẵn này. Bởi vì nó rẻ mà nên nó khoảng rơi vào 52 là 10, 100.000. Đấy, chưa đến 100.000 một túi các bạn. 50.000 thôi. Hả? 50.000 một túi à? À đấy, rất là rẻ nhỉ. Có hôm thì rẻ, có hôm thì đắt các bạn. Chắc là bây giờ đang vào vụ mùa chính nên rất là nhiều, người ta bẻ được nhiều nên nó rẻ. Còn hôm nọ mình mua thì đầu mùa nó hơi đắt một tí. Đây, nho rừng các bạn ạ. Ớt siêu cay nha các bạn nhá. Đây là gọi là ớt thóc các bạn này. Cực kỳ cay. Ớt này người ta bán theo bát các bạn. Đây, người ta bán theo bát. Đây rất là nhiều này các bạn này. 20.000 bát đúng không bà? À đây, đây. 20.000 một bát nhé các bạn nhé. Ớt này với ớt nào cay hơn? Ớt này cay hơn đi. Đấy, ớt này cay đấy. Không, ớt này quả to, ớt quả siêu nhỏ này cay này. Ok các bạn nhé, ở đây thì Hải thấy là người ta bán cây nho và nói chung là cây giống ấy, người ta chiết ấy, cái này chiết anh nhỉ? Nó có rễ kia đúng không? Đúng rồi, có rễ rồi. Cái quả anh ơi. Bao tiền một cây? À, cái là một cây là 40.000. Một cây thì bao nhiêu tiền? Một cây giống này. 200. À 200.000 một cây giống nhé các bạn nhé. Đấy, 200.000 một cây. Đẹp quá. Đây là thành phẩm quả nó đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, quả đây các bạn này. Cái này người ta tự trồng ở nhà nhé các bạn nhé, chứ không phải nhập từ Trung Quốc đâu. Cái này trồng ở nhà chứ đúng không? Đúng rồi, trồng ở nhà. Chứ không phải là hàng Trung Quốc các bạn nhé. Hàng Việt Nam chuẩn. Rồi ok các bạn nhé, khu vực này thì Hải thấy là người ta bán khá là nhiều thảo dược các bạn. Ở đây này, đây có những quả dứa rừng này. Đấy, cho các bạn xem này. Đấy, to đấy. Dứa rừng này, đấy, to. Dứa rừng ngâm rượu nhé các bạn nhé. Đây là sâm cau này. Sâm cau hôm nay trời mưa đỏ ngau lên các bạn. Sâm cau.
Đây là người ta bán cả hoa đu đủ đực này các bạn ạ. 60-70 nghìn một cân. Còn ở đây là tắc kè xanh này các bạn ạ. Tắc kè xanh là người ta bán khá là nhiều. Còn kia là sâm đất nhé các bạn nhé. 56 sâm đất, sâm đất. Rồi ba cái này đấy, cái này đấy. Hôm nay không có sâm đẳng sâm nhỉ? Đi tìm mãi mà không có đẳng sâm. Đây thì Hải thấy là có lấm tích dương này các bạn ạ. Lấm tích dương. Tích dương bên này nhiều nhỉ? Đấy, cái này để ngâm rượu nhá. Chữa bệnh sinh lý này, tăng cường sức khỏe các bạn. Lấm tích dương, cái này ngâm rượu để cho các bác nam hoặc là nữ uống được, nhưng mà uống ít thôi các bạn, chứ không phải là lợi dụng là uống nhiều, nhưng mà uống ví dụ ngày một cốc nho nhỏ chẳng hạn, cốc mắt trâu nhỏ các bạn, lấm tích dương. Cái này hình như là người ta bán là 100 nghìn một cân ha các bạn, rất là nhiều các bạn. Khu vực này họ bán khá là nhiều các bạn. Ở đây là chám này các bạn ơi, chám này. Em ơi, kéo cả măng cái này xuống kia đi. Em ơi, có mua gì không nhỉ? Vâng, đang đi xem. Không, hôm nay khách đặt đẳng sâm không thấy. Không có. Hoa đu đủ được nhiều rồi các bạn. Đấy, chợ thì rất là nhiều và đông nhé các bạn nhé. Có lẽ là video của Hải thì quay chia sẻ cho mọi người khá là nhiều rồi. Rất là mong quý vị và các bạn cho Hải xin một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn mọi người vào video sau. Nếu mà các bác nào có lấy và đặt hàng thì như kiểu mình đang đi lấy ớt này. Nói chung là hôm nay mình lấy nhiều lắm, nhưng mà mình cất ở một cái chỗ khác. Mình lấy cả phong lan cơ. Nếu mà các bạn mua thì các bạn cứ comment cho Hải nhé. Các bạn thích mặt hàng nào thì các bạn chụp hình gửi Zalo cho Hải 0379420217. Hải sẽ báo giá và cho các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Phiên chợ khá là đông mọi người ạ. Xin chào các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ Lan các bạn.